một chiều nắng quê hương, áo em vàng như màu nắng sân trường. Ta mang nắng nhốt vào lớp học, lúc tan trường thả nắng tung tăng. Nắng ở đây lai màu Mỹ lai Tây, áo ai vàng theo màu nắng phương này. Ta thao thức hay là mơ ngủ, nắng lên rồi sao lòng giá băng thay. Hơi anh em ai nhớ màu nắng cũ, nhắm cùng ta vài ngụm đắng đổi thay. Ta kiên nhẫn ngồi bên bờ thất vọng, vẫn chờ trông ngày thấy nắng Việt Nam. Thôi từ đây thôi đành tắt trong nhau, nắng sân trường êm đềm phút ban đầu. Bay theo hướng gió nào xa lạ, trái tim người nhẹ hẳn như mây. Ta gặp nhau một chiều nắng Cali, nắng khô tàn em từng là nhu mì. Ta chùa xót đứng nhìn rơi rụng, nắng phai lòng hay lòng khô phôi phai. Nhau một chiều nắng quê hương, áo em vàng như màu nắng sân trường. Ta mang nắng nhốt vào lớp học, lúc tan trường thả nắng tung tăng. Nắng ở đây lai màu Mỹ lai Tây, áo ai vàng theo màu nắng phương này. Ta thao thức hay là mơ ngủ, nắng lên rồi sao lòng giá băng thay. Hơi anh em ai nhớ màu nắng cũ, nhắm cùng ta vài ngụm đắng đổi thay. Ta kiên nhẫn ngồi bên bờ thất vọng, vẫn chờ trông ngày thấy nắng Việt Nam. Từ đây thôi đành tắt trong nhau, nắng sân trường êm đềm phút ban đầu. Bay theo hướng gió nào xa lạ, trái tim người nhẹ hẳn như mây. Ta gặp nhau một chiều nắng Cali, nắng khô tàn em từng là nhu mì. Ta chùa xót đứng nhìn rơi rụng, nắng phai lòng hay lòng khô phôi phai. Hãy subscribe.
rồi anh nói đi. Nếu bước chân ngà có mỏi, xin em tựa sát lòng anh. Ta đi vào tận rừng xanh, vớt cánh dòng vàng bên suối. Ôi hoa kề vai. Hey. Cái lễ tốt nghiệp mà nhà sĩ 71 nó ở đâu vậy chú à? Trời ơi, cụ ơi là cụ. Hôm nay cụ đi chậm quá, hôm nay là để kỷ niệm cái lớp đó đó. Là 38 năm rồi mà sao bây giờ cụ trễ hay sao bây giờ này cụ mới tới đây? Thì bị xe cộ rồi mình đâu có biết đường đâu chú. Thành nó tới nó trễ chút mà không ngờ nó trễ tới 38 năm lận à. Ồ, kính cụ. Cụ đang chắc tôi có vẻ cụ đang ở đâu đến xe đò nào tới phải không? Thì xe đò ngoan phải không? Ở ngoài quê đi vô giữ lễ tốt nghiệp của thằng con mà tới giờ này nó trễ rồi đây. Bây giờ thì cụ có muốn đi dự cái lễ tốt nghiệp đó không? Lễ ra mắt mà 38 năm đó không? Cái hội ngộ nó làm ở đâu vậy chú? Chú chỉ làm ơn chú chỉ giùm tôi chút coi coi. Bây giờ nha, cụ ra đây em chỉ cho chị cùng nha. Cụ đi thẳng suốt đường bốn sàng. Cụ ghé và phúc hợp cái nhà hàng Paracel, cục nhà Seafood World, thật đẹp đẽ đó là nơi tổ chức đó. À vậy hả? Mà sao cái đường đi coi bộ cũng khó ha, gì quẹo trái quẹo phải rồi đèn xanh đèn đỏ gì đó, thành ra là bây giờ đi hướng nào chỉ dùng tôi đi. Đó cụ đi vào đó cho con, cụ đi đó đó thấy không, có cái đèn đó đó, đó. Seafood World đó, cụ đi thẳng đi, cụ đi thẳng đường con nha. Rồi tôi đi, cảm ơn chú nha. Dạ dạ dạ, cụ cẩn thận nha. Quý vị thấy không, giờ này mà ban tổ chức chưa có ai tới hết, sốt ruột quá là sốt ruột. Mà bao nhiêu người mặc quần áo đẹp đến tham dự đông đủ thế này mà ban tổ chức giờ này chưa chịu tới, quả cáp đầy đủ hết rồi. Ban tổ chức đây, quý vị cũng nắng đi, giờ ông này, ông cụ già này chắc là cũng đi đâu mà xa quá. Đó đó, giờ này nhà hàng sắp sửa đưa vào đồ ăn ra rồi mà vẫn chưa. À, chào anh. Dạ, kính thưa quý vị, đây anh Nguyễn Xuân Thế, trưởng ban tổ chức hội họp ngày hôm nay. Kính thưa giáo sư Nguyễn Tư Mô và quý thầy cô, thưa các bạn cùng lớp và gia đình, thưa các thân hữu, trước hết cho phép tôi được thay mặt ban tổ chức cuộc họp mặt lớp nha sĩ 71, cách riêng là các bạn vùng Nam California, xin hân hoan chào đón toàn thể quý vị và quý bạn đã bỏ nhiều thời giờ quý báu đến tham dự buổi tiệc họp mặt hôm nay của khóa nha sĩ 71. Sau 38 năm xa trường, cùng với những đổi thay của đất nước, mỗi người lưu lạc mỗi ngã, tưởng chừng như không bao giờ còn có cơ hội gặp lại nhau. Vậy mà khởi đầu từ sáng kiến của anh Nguyễn Mạnh Dần, cùng với sự hưởng ứng nồng nhiệt của toàn thể các bạn, chỉ sau gần một năm thay nghén, chúng ta lại thật sự tề tụ đông đủ nơi đây. Nếu kể cả con số còn ở lại Việt Nam, thì cuộc họp mặt lớp năm nay của chúng ta đã tập họp được hơn phân nữa. Còn nếu chỉ kể con số lưu lạc bên ngoài Việt Nam, thì đã được hơn 2/3. Đến từ nhiều nơi trên thế giới và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. Số không thể đến tham dự họp mặt hôm nay đều có những lý do bất khả kháng. Nhưng điều quan trọng hơn hết là chúng ta đã liên lạc được với nhau và biết tin tức của nhau gần như 100%. Thật là một điều mà chỉ cách đây ít tháng, nhiều người trong chúng ta không dám mơ ước. Từ ngày thứ năm đến nay, nhất là từ hôm qua, chúng ta đã tay vắt mặt mừng khi gặp lại những bạn cũ mà từ ngày ra trường đến nay, nhất là từ sau năm 1975, đã không hề có cơ hội gặp lại. Những sinh hoạt chính thức từ hôm nay kéo dài, từ hôm qua kéo dài tới tối hôm nay không phải là kết thúc, mà sẽ được nối dài với 3 ngày du ngoạn Las Vegas, Grand Canyon, Hoover Dam vào ngày mai, và sẽ còn tiếp tục mãi mãi. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Cuộc họp mặt năm nay được thành tựu
một phần rất lớn là nhờ sáng kiến của anh Nguyễn Mạnh Dần như đã nói trên, đã lập nên diễn đàn trên Yahoo Group làm phương tiện để chúng ta bắt liên lạc với nhau. Sau đó là nhờ hai chị Lan Trân Ngọc Diệp giúp đỡ rất nhiều trong việc tổ chức. Xin mời hai chị Lan Trân Ngọc Diệp đứng lên ạ. Ngoài ra, các bạn ở Nam California gồm vùng Orange County và San Diego đã sốt sắng bảo trợ chi phí cho buổi tối hôm qua. Đặc biệt là chị Ngọc Sương đã cho mượn địa điểm để chúng ta có thể tề tụ đông đủ với nhau. Ban tổ chức cũng không quên cảm ơn một bạn Mạnh Thường Quân yêu cầu giấu tên đã yểm trợ thêm tài chính cho công việc tổ chức được thuận lợi. Ngoài ra còn nhiều Mạnh Thường Quân nữa hứa yểm trợ nếu có thiếu hụt. Và dĩ nhiên yếu tố thành tựu lớn nhất là sự hưởng ứng và tham gia rất nồng nhiệt của các anh chị có mặt ngày hôm nay cũng như các bạn phải vắng mặt. Nói như vậy vì các bạn không thể đến tham dự được nhưng vẫn gửi email, gọi phone vận động các bạn khác tham dự. Chúng tôi biết là các anh chị rất bận rộn với công việc bên cạnh việc chăm sóc các cháu thuộc thế hệ thứ ba, nhưng các anh chị đã tạm thời gác bỏ mọi thứ, hy sinh nhiều thời giờ và tiền bạc, thu xếp công việc và gia đình để về đây họp mặt. Nếu không có sự tham dự đông đủ của các anh chị mà trước đó được bày tỏ qua những email ủng hộ, khuyến khích, an ủi thì chắc cũng đã không có cuộc họp mặt này. Xin các anh chị nhận nơi đây lòng biết ơn của ban tổ chức và riêng cá nhân tôi. Ban tổ chức cũng không quên cảm ơn các anh rể, các chị dâu của khóa, các bạn bè thân hữu. Và đặc biệt hơn hết là sự hiện diện vô cùng quý báu của thầy cô giáo sư Nguyễn Tư Mô, thầy Thích Thị Như và cô là trước khi thầy xuất gia là cô Nguyễn Kim Nga. Nhưng dù đã cố gắng tới đâu thì ban tổ chức chắc chắn cũng không thể tránh khỏi những sơ suất. Kính xin quý thầy cô và quý bạn vui lòng bỏ qua. Sau hết chúng tôi xin cảm ơn một số bạn từ hôm qua đến nay đã giúp đỡ trong công việc đưa đón và kiểm tra lại tất cả những cái khâu tổ chức tại nhà hàng hôm nay. Xin kính chúc quý thầy cô và quý bạn một buổi tối hội ngộ thật vui vẻ, thoải mái và đáng ghi nhớ. Cảm ơn. Sau đây tôi xin giới thiệu thành phần quan khách và các bạn tham dự hôm nay. Trước hết thì có giáo sư Nguyễn Tư Mô và cô. Sau đó là thầy Nguyễn Hữu Hạnh, nay là Đại Đức Thích Thệ Như. Và cô Nguyễn Hữu Hạnh trước đây cũng là một bác sĩ, bây giờ cũng xuất gia. Và sau là cô Nguyễn Kim Nga. Nhóm miền Bắc California hôm nay thì gồm có San Jose, thì gồm có chị Lê Kim Cúc, anh Nguyễn Mạnh Dần và chị dâu Nguyễn Thị Đức. Chị dâu đây là chị dâu của lớp, tức là vợ anh Nguyễn Mạnh Dần chứ không phải chị dâu của anh Nguyễn Mạnh Dần. Phạm Thị Minh, chị Phạm Thị Minh, chị Ngô Thị Bích Thu và anh rể Nguyễn Võ Tiếp, chị Nguyễn Thị Thuần và anh rể Phan Thế Thời. Cùng San Francisco thì có anh Nguyễn Như Tuấn và chị dâu Vũ Nga. Cùng Fresno thì có chị Võ Kim Văn, cùng Modesto thì có chị Lê Thị Thanh và anh rể Đặng Minh Kỳ. Ở Texas, cùng Austin thì gồm có anh Huỳnh Thanh Xuân và chị dâu Huỳnh Vũ Tuyết. Cùng Houston thì có anh Đặng Tấn Bửu và chị dâu Nguyễn Thị Vui. Ở Florida thì có chị Bùi Kim Dung. Ở Pennsylvania, Philadelphia có chị Triều Tuyết Ba, có chị Triều Thu Ba và anh rể Nguyễn Thái Phúc. Ở Canada, Montreal thì có chị Lê Văn Anh và anh rể Vũ Thiện Đắc. Có chị Ngô Thị Trung Trinh. Và đáng lẽ hôm nay có một người khách nữa ở từ rất xa là Úc Châu, mà cái vùng cực Tây của Úc Châu là anh Phạm Ngọc Diện và chị dâu. Nhưng mà vào giờ chót, trước giờ lên máy bay 2 tiếng đồng hồ thì anh Diện đột ngột bị mệt cho nên phải vào cấp cứu và không thể đến dự được hôm nay. Nhóm miền Nam California, nhóm chủ nhà thì gồm có ở San Diego có anh Trần Kim Long và chị dâu Kim Oanh và chị dâu tôi chưa có biết tên được chị dâu của Pasadena thì có anh Nguyễn Hữu Trắng, có anh Lý Văn Quán và chị dâu Kim Oanh. Cùng Orange County thì có anh Bùi Viết Cần, chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp, chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp và anh rể William Bruce, chị Nguyễn Thị Ngọc Sương và anh rể Vũ Duy Hiến, anh Bùi Trần Thường và chị dâu Đặng Phương, chị Phạm Lan Trân và anh rể Bùi Thế Trung.
anh Phạm Đình Tuân với chị dâu. Ngoài ra có một số bạn cùng lớp, nhưng mà tới sau, tới giờ chót mới đăng ký thì mới đăng ký ghi danh, thì gồm có anh Phạm Minh Hoàng, Alameda, chị Tôn Nữ Ngọc Sương, chị Nguyễn Ngọc Trâm, mà không biết tôi có còn thiếu số ai đâu mà. Kính thưa các bạn, nếu cái buổi hội ngộ này mà được tổ chức hơn 6 năm, sớm hơn 6 năm thì chúng ta sẽ có thêm một người bạn nữa là anh Dương Văn Hiếu, mà tuần sau sẽ là ngày hội lần thứ 6 của anh, đó là người bạn duy nhất trong lớp chúng ta, đã sớm nhất. Thì xin nhiệt liệt chào mừng tất cả thầy cô và các bạn đã học thân. Sau đây, chúng tôi là một nhóm học trò 38 năm xa cách, và hôm nay có sự hiện diện của một số các thầy cô đã bỏ nhiều công sức để giảng dạy, giúp chúng ta thành công, thành người, thành danh. Thì hôm nay, ban tổ chức sẽ có một món quà để tặng cho quý vị giáo sư. Thì xin mời giáo sư Nguyễn Tư Mô, cô Nguyễn Kim Nga và thầy Nguyễn Đức Hoành. Và xin mời chị Lan Trân, chị Thuận và chị Trung Trinh lên trao tặng quà cho các giáo sư. Ba vị thầy và cô của chúng ta. Xin đại diện cho anh chị em cả bốn để trước hết là cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cuộc họp mặt hôm nay để chúng tôi có dịp được gặp lại tất cả các anh chị em đồng nghiệp, một số thân hữu đã 38 năm được gặp nhau, rất nhiều sinh viên mà 5 năm rồi làm việc với nhau, và bây giờ tôi gặp tôi nhận ra. Thì rất mong rằng ông thì thế các anh em mà chả thấy thay đổi, cố gắng tình cảm tình chung không thay đổi, em làm cho nghề để chúng ông thay đổi thì không thay đổi. Rất tiếc là nếu mà chúng ta tại vì sao sớm được rồi mà thay đổi không? Giáo sư sẽ phát triển những cái chỗ không còn đến được với chúng ta. Nếu mà quý vị chần chừ chút nữa thì sợ rằng chúng tôi sẽ không được phép dự với quý vị nữa. Mong là quý vị cố gắng tìm chọn cho tổ chức để cho chúng ta có dịp được chúng ta. Và những hình ảnh giới thiệu gia đình của các bạn trong lớp chúng tôi. Thì cái slideshow này được sự đóng góp hình ảnh sưu tập từ 19 bạn ở trong cái lớp. Thì cái slideshow của chúng tôi sẽ gồm khoảng chừng 300 bức hình. Thì sau đây chúng tôi xin một phép một phút để chuẩn bị và xin mời các bạn xem. Cái nội dung của cái slide show của chúng tôi thì bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là những hình ảnh trước năm 75, thì trong đó có 4 phần là những hình ảnh về trường Đại học Nhai Khoa Sài Gòn. Thì tôi sưu tập được 17 hình, các sinh hoạt của lớp 67 và lễ tốt nghiệp năm 71, 69 tấm, và hình ảnh các bạn quân đi thì 6 tấm. Rồi những hình ảnh sau năm 75 thì gồm có tin tức sinh hoạt ở hải ngoại 54 tấm, gặp gỡ tại các bạn tại Việt Nam 14 tấm, và giới thiệu gia đình các bạn trong lớp và những hình ảnh mới nhất thì 80 tấm. Sau đây chúng tôi xin mời quý bà chị Ngọc Sương,
Ngọc Bích, Bích Thu, Mộng Hà, Nguyễn Thị Hồng, Triệu Tuyết Ba, Ngọc Diền, Vũ Thế, Lâm Thế Long, Bùi Viết Cần, Nguyễn Như Tuấn, Nguyễn Minh Nhân. Đây là năm 71, đây là họp mặt tất niên năm 71. Đây có Bùi Viết Cần, Nguyễn Như Tuấn, Triệu Nguyễn Thị Hoan, Nắng, Ngọc Diền, Nguyễn Sơn, Nguyễn Thị Ngọc Diền, Phạm Đế, Phạm Đế, Phạm Lan Trân, Lâm Thế Long. Xíu này đã có đẻ rồi, thế nào có con rồi. Đây là đám cưới của anh chị Thuận Thời năm 71 thì gồm có các bạn con được Bạch Lan, Nguyễn Thị Hồng và má Hồng. Đây cũng là cái hình đó ở quê Long Xuyên của anh Diền, có Diền Dần Hiệp Thế Phạm Ngọc Diền của Nguyễn Xuân Thế. Chị Kim Trung, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thu. Đây là má của Hồng. Đây cô, đây Kim Chi. Đây là Kim Trung, đây là Nguyễn Thu, với Nguyễn Thu, Nguyễn Thu. Bảy cái nhất đó. Nguyễn Kim Trung, với Nguyễn Thu. Đây Nguyễn Tiếp. Lê Trọng Phong, giáo sư Phó trưởng Nguyễn Văn Thơ, giáo sư Trần Công Vàng, giáo sư Lâm Văn Mạnh. Mình chiếc, đó là người tái. Đây là các bạn là người tái. Không có chị Hồng Diệp, Nó, không chạy khó. Mình cho nó bay anh Thánh. Lê Hoàng Thánh, đúng là Lê Hoàng Thánh dạy dị văn. Sao mấy bà này nhưng mà để nghe mình hai mê ông thầy nào bà là đứa. Trời ơi, mình chứ nổi tiếng trong cái bài báo đó. Mới nổi tiếng nhưng mà nó làm bài gì hay. Phạm Đình Tuấn, Phạm Văn. Nhớ. Đây là sau khi tổng thống trao bằng tốt nghiệp. Anh đây là sau khi lãnh bằng rồi, có cái bằng trong tay. Em muốn. Người Việt Nam mình đã cho. Đang chờ để cho tay nó thiếu sạch trương thế. Rồi dưới cái cầu thang chung nhìn, các thầy đang chờ tổng thống ở trong, đang thẩm ở trong để đi ra được. Chắc không ai đang nói việc ra ngoài. Bà viên trưởng viên đoàn Sài Gòn. Đây thầy Mô không ạ? Đây cô Chi. Website có hoa thắng buồn đó skit nếu mà giữ skit được. Đây là thấy cô khác sinh hoa tiên chi đây đây anh Thiệu đây là tổng thống Việt Nam hòa hơn anh Thiệu. Đây tổng trưởng văn hóa giáo dục cô các tỉnh. Đây phó khoa trưởng y khoa. Cái này như vậy là giáo sư không không thấy rõ. Hả? Cái nào cũng phải moi hết đấy. Không phải tân. Mà tân. Thầy trưởng về đọc Sài Gòn. Khỏi phải moi hết. Thấy là nhẹ nhất. Ở đây là thầy Trương Như Sản, thầy Nguyễn Đức Hạnh đây. Đây là hình là khi mà tổng thống đã ra rồi. Về đây. Đúng là coi như là nhìn
Ông chặt ông cắn. Cái chữ nổ ra. Sao tôi không biết được là nói sư. Vừa cắn mà vừa làm mình ế. Cô Chi. Bên ba. Bên Quyên. Bên ba. Tôi hỏi là cháu tôi bị á, cháu tôi bị sếp nó bắt là đuổi hết đi. Vậy anh qua cái ID anh qua đó anh thắng lập hội Việt Nam mà bên đó muốn dùng những người không biết nhân sĩ nào chồng vợ con cái đi chuyện xã hội này là đang hết đó bây giờ hỏi bất cứ một người nào là biểu tình dân tộc biểu tình chống xóm chùa đúng không hỏi Nguyễn Tân Sĩ gì mà ai nói chuyện gì nói là nếu mà ai mà muốn biết về chuyện về nhân sĩ nhân sĩ nào lấy chồng lấy vợ chia ra việc chia tài thì nó mới là xong nhà nào là cái nhóm sáng lập ra cái Yahoo Group này có anh Dần có chị Nga có còn chị Cúc Lam Trân Công Diệp Chu Thu Công Lý thế bà xã cho bà nhà về bà nhà nhà Thu thầy cô bà nhà nhà chăm bà nhà chúng ta đang của lớp chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn cái sự xuất sắc và nghĩa là khó nhọc của ban tổ chức trong cái buổi hội ngộ này ở miền Nam Cali, là trưởng ban là anh Nguyễn Xuân Thế, sau đó là anh chị Lan Trân, chị Ngọc Diệp và tất cả các bạn ở miền Nam Cali này. Chúng tôi có thêm một lời cảm tạ tất cả các bạn ở khắp cả các nơi đã về tham dự buổi họp mặt ngày hôm nay. Thì sau đây, cái miền Bắc Cali chúng tôi có một món quà cho trưởng ban văn nghệ, trưởng ban tổ chức của ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính mời ngay là người trưởng tràng của khóa 71 chúng tôi ở miền Bắc Cali, chứ không phải là của cả cái khóa 71, là chúng tôi xin mời anh Chi Phạm Thị Minh. Xin mời anh Nguyễn Xuân Thế là trưởng ban tổ chức của buổi hội ngộ ngày hôm nay. Là chúng tôi có một món quà. Hôm qua thì chúng tôi cũng đã có một món quà cho ban tổ chức cái buổi họp mặt của tối ngày hôm qua. Rồi hôm nay chúng tôi cũng có một món quà đặc biệt cho trưởng ban tổ chức là anh Nguyễn Xuân Thế, người phải nói là đã rất là khổ cực, khó nhọc và rất là nhiều công khó trong cái buổi họp mặt này. Thì nhiều người nói rằng anh ta là người trưởng lớp, có lẽ là bây giờ trưởng lớp hồi xưa rồi, bây giờ anh vẫn còn trưởng lớp mà không biết đến trưởng lớp đến bao giờ, có lẽ là trưởng lớp đến khi chúng ta nghĩa là chấm dứt cái buổi họp mặt của những lần kế tiếp. Là xin mời Nguyễn Xuân Thế. Kính thưa thầy cô, kính thưa các bạn và quý vị khán hữu, tôi xin đại diện cho gia sĩ 71 ở Bắc Cali. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đến ngày hôm nay với chúng tôi và chia vui với chúng tôi trong cái buổi họp mặt đầu tiên 71. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những bạn ở trong ban tổ chức như là anh Nguyễn Xuân Thế và anh chị Sương cũng như là anh chị
Diệp Đăng Trân đã hết lòng và ủng hộ chúng tôi. Tôi xin đại diện cho nhóm gia sĩ Bắc Cali tặng cho anh Thế món quà kỷ niệm. Anh cái này chắc DVD về San Jose thương nhớ tặng anh. Thấy anh cái này anh dành quá, chắc cái này nó cũng có cái gì đó anh nha. Thôi xin anh cứ giữ kỹ được, coi như DVD thân thương của San Jose tặng anh. Tôi xin cảm ơn nhóm bạn San Jose. Thiệt ra đó, trong cái lớp chúng ta đó thì hiện bây giờ ở San Jose là kể như là đông nhất, và tôi phải công nhận là nhóm đó là một cái nhóm có sinh hoạt đều đặn và có quy củ, rất là đoàn kết. Nhiều lần tôi lên San Jose thì cũng được các bạn đón tiếp rất là nồng hậu và tôi rất là cảm động, và chính nhờ những cái lần cảm động đó mà hôm nay tôi cũng đánh liều làm thêm một lần cuối cùng nữa. Thành ra xin cảm ơn các bạn. Còn về các cái việc mà tôi làm đó thì cái này thiệt sự ra là cũng học hỏi thôi, rồi tự làm, cho nên chắc chắn là có rất nhiều sơ suất. Thì tôi sẽ chỉnh đốn một và update một vài cái hình ảnh sau cái buổi hội ngộ này, rồi tôi lồng nhạc vào và tôi sẽ gửi tặng đến các anh các chị mỗi người một bản để làm kỷ niệm. Tôi xin cảm ơn anh Dần. Dạ xin cảm ơn anh Thế. Và để thưa quý vị, từ đấy là quý vị đã xem thì phải thú thật với quý vị đó, khi mà chúng ta xem cái slide show này đó thì chúng tôi đã được xem nháp ngày hôm qua. Chúng tôi đã xem nháp ở nhà chị Sương, thì phải nói là cái nhóm, cả nhóm chúng tôi rất là excited. Thành ra xin quý vị, nếu mà quý vị đã thân hữu mà đã thương nhóm chúng tôi mà đã tham dự, thì coi như quý vị, tôi biết rằng quý vị cũng có thể nó hơi boring, nhưng mà quý vị thương, vì thương chúng tôi thì quý vị cũng coi như là quý vị cũng thương chúng tôi mà bỏ qua cho. Chứ từ nãy đến giờ thì phải nói là đến lần thứ nhì thì chúng tôi, tất cả những người mà trong nhóm này đều có một đĩa DVD và slideshow này. Thì tiếp theo đây á, thì để theo lời của anh Thế đó, thì cái nhóm Bắc Cali chúng tôi đã được đồng ý của chị trưởng ban văn nghệ là chị Lan Trân, thì chúng tôi xin mở đầu để cho cái khí thế cho nó hấp dẫn hơn. Vì trong này ngoài những người ở trong nhóm thì có những thân hữu và những giọng hát, thì chúng tôi nghĩ rằng rất là quý vị sẽ được thưởng thức. Thì sau đây chúng tôi xin trình diễn một màn hợp ca của nhóm Bắc Cali. Đó là một màn hợp ca để cho biết rằng đây là một cái sự khó sự tập dượt, dù rằng hơi dở nhưng mà quý vị cũng thương tình mà vỗ tay dùm nếu mà có dở. Chúng tôi xin mời ban văn nghệ của nhóm Bắc Cali. Kính thưa thầy cô và kính thưa các bạn, đây ban hợp ca nha sĩ 71 Bắc Cali với nhạc phẩm Omeli. Chào. Đừng đưa
có cha chồng từ đám lớn về, có tiếng nàng và có tiếng cười đàn ta hò vang. Ô mê lý tớ duyên, ô mê lý cô ca trên miền, ô mê lý đời sống bao duyên tình, trời bên trưa ngồi dưới hàng cây xanh, nhìn bao la đồng lúa xa xa mờ, rừng rộng ta cửa sóng tô đến bờ. Đường về thơ nam bé vui câu ca, dầu còn thơ tha thiết yêu quê nhà, đàn cùng ta theo cũng ca chơi vơi, nhạc còn vang nhịp nhàng đến ngàn đời. Nguyễn Mạnh Dần, nhạc sĩ 71. Dạ thưa quý vị, vì hoàn cảnh rất là đặc biệt, tức là thưa quý vị, quý vị thấy vậy, nhưng mà tôi vì bệnh võng mạc nên không thấy gì hết. Ra bây giờ đứng sẵn ở sân khấu này thì ban tổ chức cho phép tôi được thưa quý vị một vài lời, mà nếu mà không thưa ra thì ấm ức lắm thưa quý vị. Dạ thưa, thật sự thì chúng tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến nhóm nha sĩ 71. Nhờ nhóm nha sĩ 71 mà chúng tôi liên lạc lại được với những người bạn Gia Long từ 45 năm mà chúng tôi chưa gặp một lần nữa. Thật thành, chân thành cảm ơn nha sĩ 71. Và bây giờ chúng tôi cũng có một website như của nha sĩ 71. Và để hôm nay một bàn Gia Long 66 chúng tôi đến đây để chung vui, xin vui ké với nhóm nha sĩ 71 và để chào đón những người bạn như Vân Anh và Mong Gặp Hồng, Trần Thu Ba, Ngọc Bích, nha sĩ 71 và cũng là Gia Long 66 của chúng tôi. Và thưa, để tạ tình, chúng tôi xin được phép hát tặng quý vị và nhóm 71 cũng như nhóm Gia Long 66 của Đức một nhạc phẩm mà Đức đã hát từ năm đệ tam B2, tức là 45 năm qua rồi mà Vân Anh vẫn nhớ tên bài này, một bài rất xưa và rất ít người hát, đó là nhạc phẩm Thơ Ngây của nhạc sĩ Anh Việt. Dạ thưa Vân, già rồi mà vẫn có thơ ngây ạ. Già rồi nhưng mà Đức vẫn thích thơ ngây ạ. Khi ấy em còn thơ ngây, đôi mắt chưa buông lệ sầu,
bên trường nha khoa sớm lắm, anh ta cũng được hân hạnh được biết rất nhiều các chị ở đây. Thì tối hôm qua được cái hân hạnh là các anh cũng được đón tiếp các chị ở nhà chúng tôi, thì gặp lại các anh chị không khác thì gặp lại những người bạn xưa, anh ta rất là vui. Bây giờ xin hát tặng quý vị bài Hãy Yêu Nhau Đi của chị Khánh Sơn.
năm bài nữa, 8 bài nữa. Lan Chân là bữa nay sẽ trình bày một bài hát của chị Công Sơn, bài Mưa Hồng. Xin mời các bạn thưởng thức để nhớ lại cái thời trường nha năm thứ nhất cái gì. Cảm ơn Ngọc Diệp. Những cái lời của bài hát này cho đến bây giờ tôi mới càng thấm thía. Hồi xưa trong lớp có một anh bạn bảo tôi rằng khi mà nghe bài hát của Trịnh Công Sơn bảo tôi là Lan Chân thấy chưa, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Cho nên bây giờ đã đi quá nửa đời người, tôi mới càng thấy thâm thía cái câu nói đó. Bạn nào mà trách được.
Tiếp theo đây tôi xin giới thiệu một anh rể của nhà khoa 74, anh Bùi Thế Trung. Anh Trung sẽ trình bày nhạc phẩm Tư Âm. Xin mời bạn mạng tôi là luật sư Nguyễn Đình Sơn, chơi violon rất hay và anh đã rất quen thuộc với bài Dư Âm. Tôi nhờ anh lên tại vì đứng trước các chị nha khoa run quá.